Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba. Ở tập trước thì các bạn cũng đã thấy rồi, mình đã phải trận tử thủ rất là quyết liệt với cái thằng sắc sông Anglo sắc sông này, với cái thằng sắc sông này, và cũng đã tiêu diệt được trận tử thủ tướng của mình ở đây, đã phải trận đánh một trận thủ khá là vất vả. Bây giờ thì kế hoạch của mình là mình muốn tiến ra biển đấy. Kế hoạch mà muốn làm được vậy thì chắc là mình sẽ phải giải quyết cái khu vực này, chưa biết thế nào nhưng mà chắc là mình cũng sẽ phải làm được đó. Nhưng mà hiện tại thì quân của mình cũng khá bị thương vong này, thì chắc là mình sẽ phải hồi một chút xíu, hoặc là nếu không thì mình sẽ trao đổi quân đoàn này nhỉ. Đúng rồi, thằng nào khỏe cho hết sang một bên. Đấy, quân đoàn này nguyên chỉ có mỗi một đội này yếu mà. Đúng rồi, full luôn này. Và có thể mình sẽ nâng cấp cái đội lính gậy này lên tướng của mình này. Ui, các bạn nhìn này, thẩm quyền của nó lên cộng 17. Bạn đã bao giờ được có được một cái tướng nào mà có thẩm quyền cộng 17 bao giờ chưa? Tất nhiên là cũng được thế thì tốt, cũng không thì như này cũng ngon rồi. Như tướng này này, 6 này, 6 này, 7, 6 này, 7 này. Tướng này thì tuyệt vời luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đảo qua xem nào. Có thể là mình sẽ bắt đầu bằng ngoại giao. Thằng Burundi là chiến tranh Hung Nô. Bây giờ thì mình đang cần thằng Hung Nô này một chút việc. Mình sẽ sử dụng Hung Nô như một con bài chính trị của mình. Có thể mình sẽ đề nghị nó chiến tranh với thằng sắc sông này nữa. À, nó không chịu. Nhưng mà... nó không chịu à? Để mình... có thể mình sẽ cho nó thêm một ít tiền. 1.000 đi. Mình muốn Hung Nô nó... rồi, ok. Ngọn roi của Chúa Trời sẽ tiếp tục đánh xuống khu vực bên này, cho thằng Hung Nô nó tràn qua lãnh thổ mình để đánh hết loạn xạ các bọn bên này đã. Rồi sau đấy thì mình sẽ tính tiếp. Đấy, bọn này thì chiến tranh bọn ở trên này. Đấy, bọn này đang đánh lẫn nhau thì kệ chúng nó. Mình bây giờ đang giúp thằng đệ này kiểm soát cái vùng này là rất tốt rồi. Bây giờ thằng này... đấy, thằng này thì bây giờ thành đệ của mình và đang tăng trưởng rất là tốt về điểm ngoại giao. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Nó không thèm lấy đâu. Nếu con gái xấu xí của mình. Hai quân đoàn này sắp chuẩn bị thằng Hung Nô nó thịt. Ready for battle. Mà chắc gì cần phải Hung Nô, cho thằng này ra luôn. Vua của nó này. Ui. Hai quân đoàn Hung Nô yểm trợ mình luôn. Mày chết. Nó vừa vây mình trận tập trước mà. Bạn có thể nhớ là tập trước thì các bạn xem thì mình trận trước là nó vây thành của mình và nó đánh mình trận khá là vất vả cho mình ấy. Rồi chúng ta sẽ giải quyết lốt. Rồi cho tướng này rút quân về nước. Thirsty for battle. Quân đoàn mới được thành lập. Tướng thì có thể chết chứ quân đoàn thì chúng ta cần phải khôi phục lại. Đấy, mọi thứ rất ổn. Bây giờ chúng ta sẽ nam tiến. Quân đoàn này của Hung Nô, mình nghĩ là mình sẽ cho cái đội này update lên lính giáp vảy đó. Tiền của mình bây giờ cũng khá khá rồi, nên là mình sẽ... bây giờ là xây dựng nhà cửa này. Vùng này lương thực nó cũng không được nhiều. Panonia thì lương thực khá tốt, nên là mình nâng thành được. Vùng này thì âm lương thực. Vùng này... sửa lại cái công trình này. Dựng được cái gì à? Thirsty for battle.
Bây giờ thì cái thằng này nó lại đang chiến tranh với thằng này. Có thể là mình sẽ mượn tay thằng này để tuyên chiến nó kháng chiến chống lại thằng này. Và chúng ta giao thương với nhau nhé. Mình cái lưỡi của mình dẻo lắm. Mình rất là biết cách lợi dụng. Rồi thằng này đang tăng điểm ngoại giao với mình nữa. Rồi mình sẽ xuống xem tình hình thằng này như nào. Ám sát luôn xem nào. Thất bại thỏa đáng. Còn một thằng spy nữa đâu. Đây. Ôi dồi ôi. I like wrecking things. Có thể mình sẽ chiếm cái vùng này để tiến ra biển. Khi nào cần thì mình khôi phục cái làng này sau. Không mà chắc là chưa về bây giờ. Đây, quân đoàn này sẽ đi tấn công. Có thể mình sẽ thành lập một hạm đội ở đây. Khá đông quân đấy. Và quân đồn chú rất là khá đông. Quân đoàn của thái tử thì có lẽ chưa thành để cho nó đỡ chết đó. Lực lượng phòng thủ của mình ở đây nè. Attack! Thằng Burundi này nó chiến tranh với Hung Nô. Mình sẽ cố gắng tận... thằng này. Thằng này rất rất rộng và nó chiến tranh với toàn bộ cái bọn phương Bắc này. Như vậy thì có nghĩa là chiến tranh ở khu vực này đang liên miên. Mình cứ... ở đây đã. Chờ thời. Bọn này cứ để cho chúng nó đánh lẫn nhau đã. Để chúng nó. To battle! Kiểm soát cái cảng này đã. Tiếc là chúng ta chưa có xe bắn đá xịn. Giá như mình có cái xe bắn đá cấp cao hơn thì có lẽ là được. Chúng ta cần phải khá nhiều thời gian mới có được cái xe bắn đá cấp cao hơn. Nếu có điều kiện cho phép có thể mình sẽ thành lập một cái hạm đội ở đây. Nếu mình có một cái hạm đội ở đây thì cái pháo hạm nó sẽ khá là nhiều đạn thì mình có thể tấn công các cái thành của thằng La Mã phía bên kia được. Đấy, nó cũng có một cái lợi của nó. Nó sẽ tấn công thuyền từ vào biển vào. Chỗ này nó bị sập mất một tường tháp canh này. Ok, nhỉ, tiến từ đây vào dính mấy cái tháp canh này kìa. Đánh ở đây nhá, hai tháp canh này, xong ở đây tháp canh nữa. Tính xem nào, đánh hướng nào cho hay. Bên này thì cũng chỉ có ba tháp canh thôi đúng không? Và nó tiến vào thủ phủ gần hơn. Đấy, mình đánh từ bên này vào đi. Cùng lắm thì mình chỉ bắn thêm cái tháp canh này nữa là được. Tầm bắn của tháp canh của nó đến đâu? Đây. Đây, đội này là đội đã được nâng cấp này. Đội giáp vẩy này đã được nâng cấp. Mình thử xem là nó mạnh cỡ nào. Rồi chúng ta cứ từ từ, đội quân của chúng ta cứ từ từ đến đây á. Còn cái đội này nữa, Long Ba này phải được vãn. Rất lâu về sau chúng ta mới nâng cấp được lên. Bởi vì
sau này thành những đứa chiến binh được tuyển chọn của thần Oda, thần Godan thì đâu đơn giản. Ơ xem nào, ấy chất chưa, dâu dài đến, dâu dài đến rốn nhá, ấy giáp 7 rồi, mạnh hơn rất nhiều ấy. Để mình xem thông tin nữa này. Máu 147 rồi, giáp 68, phòng thủ cận chiến 50, tấn công 35, nhưng mà sát thương thì rất cùi, không cần, nó không cần sát thương. Thế này là đẹp trai rồi. Thôi được, cứ bắt đầu trận đánh đi. Phá cái tháp canh cho anh đã. Sao nó lại đứng hết ở trong thành này? Ok ok ok. Bắn đây ạ. Their tower has fallen. Good news. Cái gì ấy, bắn một phát sập luôn tháp canh nó à? Ô vãi nhỉ. Xem con đá mình bắn được ấy. Nạp đạn nhanh cho em ơi. Đây nó còn một cái xe bắn đá đây. Sao nào? Cháy một xe bắn đá của mình rồi. Kỳ thật. Rồi xong. Kỳ thật, mất mất xe bắn đá. Không sao. Tháp canh này, ôi tầm bắn nó ra đến đến tận quân của mình đây. Đây. Năm phát, có nghĩa là hai phát là trúng rồi. Hai phát là sập. Úi dồi, đi chứ. Cố lên. Bỏ chạy hết à? Ôi này, à lính bắn đá trên tháp canh. Rồi, bắn đốt cái tháp canh rồi. Đúng đi chứ. Rồi một phát rồi, phát nữa. Chỉ cần hai phát là chết rồi, hai phát là sập rồi. Cháy hết nhà của nó chứ, này là nó cũng giảm tinh thần chiến đấu xuống ấy. The enemy approaches. Quân địch đang tiếp cận. Đây á, bọn này á. Sập tháp rồi đúng không? Phá tường để chui vào. Ô phá tường mà sao phải tiến xa thế? Horsemen!
tiếp tục phá tường thành của nó đây. Hai chỗ vào. Mấy thằng cung thủ cùi nó loạn loạn này. Mấy cái thằng hải quân này. Studio, tuyệt lệ. Ôi, nó có thêm cái skill này nữa thì cần cả mệt với nó. Không cần đâu, xông vào luôn đi. Tưởng nó làm vỡ à. Sẵn sàng. Xong chưa? Rồi ra đây. Cung ở đâu bắn đấy? Từ đứng đây đã, đứng đây đã. Đứng đây đã. Đợi cung nó vào đã. Chúng ta đang dự. Nó bắn cung ở đâu mà mình không nhìn thấy nhỉ? À đấy, bọn này lấy phi lum thôi. Bắn cung ở bọn nào chưa nhìn thấy. Quái nhỉ? Ném từ trên đầu xuống mà cũng chết đấy. Cái này nó chống tên tốt hơn cái này, hơn cái này một chút xíu. Tình hình ổn chưa? Anh em chuẩn bị tiến vào nhá. Đội kỵ binh của mình đi ra. Ra đây làm gì? Chắc là mình nhấn nhầm. Rồi. Bây giờ đến với anh La Mã.
áp sát rồi, không cần test studio nữa. Tiến vào. Lính này bây giờ giáp của nó siêu trâu luôn. Tướng vào đây để đút đút tinh thần cho binh sĩ. À ôi, đội quân thủ của nó này. Cử được đội quân của nó này. Escudo de nuevo. Mặt tên giáp quá. Ăn cái này thế nào? Vào luôn, ăn nó luôn. Kill kill kill. Cái binh nó xông ra. Mình nó ăn làm sao được. Mặc cường ngay. Thủ hết chúng nó đấy. Áp sát thế này thì cung thủ nó hết bắn rồi. Chưa cần lập đội hình chúng nó đã dễ. Phòng thủ cận chiến. Tướng rồi, tiến vào đi. Đánh như này. Tiến lên. Chạy đi cho nó. Tướng quân của chúng ta bị tấn công bởi cái gì đó? Tấn công bởi cung thủ à? Tiến ra đây. Tiến ra đây cho anh. Làm hàng rào cho anh, không cho bọn này phi lùm thì nó tấn công. Chỗ này á. Lượng của mình cũng chạy được vào nhỉ. Tiến lên đây. Được
kỵ binh rồi. Bất chấp tất cả xông thẳng vào đây. Không lén được cả. Lén đi. Lén như này thì không chết được mấy đâu, chết vài thằng rồi. Đấy, sợ lắm. Bất chấp tất cả. Bộ cung của nó đã xong. Từ từ. Đây là cái tháp canh. Nếu mình đi đường này vào thì mình cũng vào được, nhưng mà sẽ bị tháp canh nó bắn. Không lém nữa à? Ở đây nó vẫn đang lém thôi. Để nó lén hết ra. Lén đi con. Đang đứng chịu đòn. Thôi rồi. Anh em rút đây. Testudo tiếp tục. Binh tặng người ra ngoài. Hết chưa con? Ném hết rồi à? Phá tơ cho anh. Kiếm kỵ binh của mình không cần nữa rồi, bây giờ sẽ là lúc rồi. Phá đi, lính La Mã sẽ được đứng ở ngoài, trận này sẽ không phải đánh nữa, lính La Mã đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phá bức tường này cho anh. Sau nữa chưa vỡ hết à? Sau mấy thằng này nó lên nữa này, lên đến đời cuối ấy, thì nó mới khủng. Sắp rồi à? Sắp rồi thì mình sẽ tiến vào. Cận sẽ đánh trước. Dịu. Ăn luôn. Ăn bọn dịu đó. Lối nào lên đây? Vì lão tinh thần thế binh sĩ tăng 10 bao nhiêu nhỉ? Tổ chức chỉ huy cộng 10 phòng thủ cận chiến cho tất cả các đơn vị quân cơ mà. Nó khủng lắm. 61 phòng thủ cận chiến là 61 68 đam. Mày à. Mấy thằng dìu này mà gọi ăn ra nhá. Mấy thằng dìu này mà tướng của mày trong kia. Nào.
chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Bình tĩnh nha. Đội này đứng đây. Đội này đứng đây để phòng chúng nó quay lại. Đội này tiến vào ăn thẳng tướng nó. Ô, thành nó bị cháy. Một tí nữa mình lại phải sửa chữa, mệt đấy. Nó cháy lan hết bụi nhỏ sang vùng kia này. Biết mà, nó lại quay lại mà. Rồi, đứng đây. Giáp mặt cái thằng tướng nó luôn. Đẹp vãi trưởng đi chứ đùa đâu. Attach. Hơi thấm mệt. Vệ binh Palatina. Ui dồi ôi. Đá mà cũng chết à? Sao nó có những đòn hay thế mà mình chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Ui dồi. Ui dồi. Đòn tấn công của anh ấy chất lắm, chất như nước cắt luôn. Một chiến thắng dứt khoát à? Nó 2400 quân đấy chứ, phải ít đâu. Đánh ẩu trận này nó mất nhiều quân lắm. Mày hả bưởi? Cái thằng này sao có mũi được? Thôi phục cái thằng này lên đó. Nó làm loạn hơi nhiều đấy. Ready for orders. Nhà vua gì mà đi đánh nhau ở đây? Công trình này thì không dùng được đúng không? Thợ mộc. Công trình này thì dùng được. À, vùng này có thêm cái công trình này, ngọt thế, tha hồ là sao? Lương thực của mình. Phá hết. Ready for battle. Nó còn một thành nữa đây à? Đúng không? Đúng rồi. Mà thằng này còn đang đánh chiến tranh với thằng... Ostrogoth. Greetings. Speak plain. Đấy, đồng minh với Visigoth. Visigoth thì có hai thành. Đế quốc Đông La Mã vẫn đang là một thế lực ở đây chứ nhỉ? Vẫn đang kiểm soát được 14 tỉnh. Vẫn lớn đấy. Mình giao thơ với thằng này à? Well met, friend. Sit and let your... Thôi được, giao thương thôi. Điểm ngoại giao với thanh niên này vẫn đang lên. My friend, be welcome. Tốt rồi. Kiểm soát được thêm cái tỉnh này. Mình cần thời gian để trị an cái tỉnh này đã. Ôi, vùng này... Hung nô đốt tan tác. Bây giờ thì hung nô nó đang chiến tranh với bọn này.
mình sẽ mặc kệ cho thằng Hung Nô nó giải quyết. Thế mình sẽ phát triển đây thành cảng hải quân. Đúng rồi, phát triển cảng hải quân ở đây. Phương Bắc thì có vẻ ổn. Bây giờ mình cũng đâu có thể thêm một tướng nào nữa đâu. Tướng của mình mắc rồi. Con khỉ này nó chiến tranh với Hung Nô. Thằng điên. Thằng này quân đi khai. You honor us. There is food enough. Van Dan. Cái gì đây? À, một lượt nữa mình có thể nâng cấp cái nhà xây bắn đá. Tướng gì mà skill trai xấu thế này? Lấy được con vợ vớ vẩn đấy chứ. Mà bây giờ mình cũng hết tướng rồi. Mình hết tướng rồi. Còn mấy ông này thì để làm thống đốc thì mắc rồi, 5 trên 5 thành rồi, không thể thêm được nữa. Bộ máy chính trị của chúng ta ổn. Thăng chức. Thăng chức cho nó bạn. Có một cái đặc điểm là cái thằng Hung Nô nó đang tàn phá nát phía bắc của nước Ý rồi. Nên là mình cứ ở dưới này ung dung mà sống thôi. Kệ. Thằng Alaman thì nó đang chiến tranh, nhưng mà mình thì không vội chiến tranh. Không vội vì chiến tranh như vậy. Trưởng lão. Đây rồi. Nghiên cứu xong cái này. Còn lên lên nhánh dân sự không nhỉ? Mình lên cái gì trước bây giờ nhỉ? Vệ sinh nó đang được cộng bởi con đô đó. Đây. Xây dựng vệ sinh dịch tễ cho cái vùng hết tiền. Vào đây đã. Đây nữa. Phía bắc này thì xây cái nhà xây bắn đá đó nhỉ. Đây.
Lên được rồi. Mình còn thiếu sắt nữa. Thằng này mạng suy yếu. For my people's part, welcome. For my part, welcome also, and give me your wisdom. I welcome you, worthy speaker. Tốt rồi. Ocho God. Greetings, friend. We will speak to... Ocho God. Chiến tranh thì không đâu. Thanh niên này quyết định làm đệ mình. Quyết định giao thương mình. Thằng này vua gì mà ít quân này mà lại chạy lông nhông thế? Khôi phục lại cái làng này đã. Chẳng lỡ thằng này nó lại khôi phục mất thì mình lại không kiểm soát được. Từ nhá. Ready for battle. 7000 thôi. Ready for orders. Warriors all. Ready for orders. Ready for battle. Cho con đoàn phu để vào nó ít tiền hơn đúng không? Warriors all. Ready for battle. For the tribe. Nhưng mà bị mất quân. Bây giờ còn có không có tiền để xây cái gì cả. Thôi kệ. Chuẩn bị phát triển cái hạm đội đây. Thằng Hung Nô nó tàn phá nát bét cái khu vực bên này rồi. Này có chiến tranh với ai nữa nhỉ? Đây. Qua liệt ạ. Qua liệt đã. Được 3000 nhưng mà mất khá nhiều quân nhỉ. Không biết nó có nên không. Mình sử dụng chung Hung Nô như một con bài chính trị và ngoại giao của mình rất là tuyệt vời đấy. Mình lợi dụng Hung Nô để nó đi làm mềm chiến trường trước khi mình quyết định chiến tranh. Nếu như bây giờ mình có thể thuyết phục được cả thằng Tây La Mã trở thành chư hầu của mình thì đó sẽ là một chiến lược ngoại giao tuyệt vời nhất. Nhưng nếu như mình thuyết phục được thằng Tây La Mã làm chư hầu của mình thì có khả năng mình lại phải tính đến chuyện chiến tranh Hung Nô. À thằng Đông La Mã chứ. Xem nào, thằng Đông La Mã nó còn chiến tranh Hung Nô nữa. À không. Speak quickly, but do not expect the good. Không chịu, nó hạng 2, mình hạng 3. Ai hạng 1? Sassanid à?
Chắc chắn là Sassanid. Mặc dù nhiệm vụ của mình không cần phải tiêu diệt Sassanid, nhưng mà nếu có thể mình cũng muốn có một cuộc chiến với Sassanid xem nó thế nào. Cái vùng đất này khá là giàu tài nguyên, nếu kiểm soát được thì cũng khá tốt. Có chì nữa này. Một cái hạm đội ở đây à? How can I assist you? Messing with the enemy. I am the sang bờ bên này. Do tháng trước cho anh xem. Chúng ta có khá nhiều tiền, không phải sợ. Vệ sinh được mà. Lên nhánh dân sự à? Đội lượng quân tuyển dụng được cộng thêm một nữa. Trung tâm thị trấn. Xây cái nhà thờ nữa là đẹp. Đẹp bộ rồi. For the tribe. My skills are yours. Ôi, hùng nô nó lên kỵ binh đời cuối rồi. Kỵ binh thương dài tiên phong này, Norcock này. Đây rồi, toàn những lính vàng này, các bạn nhìn thấy chưa? Chết rồi. Ôi ôi. Đấy là quân đoàn, mấy quân đoàn này là quân đoàn phụ thôi. Đây là quân đoàn chủ lực của nó đây. May mà mình rất thân nó. Đánh nhau sát sâm, đánh nhau Alaman rồi, kệ chúng nó. Nó sẽ tiến ra đây, nó đánh làm loạn các khu vực bên này. Thế là được. Mình cứ để cho thằng Hung Nô nó làm gì thì nó làm. Thirsty for battle. Ready for battle. For the tribe. Quân đoàn này cần một chút nữa để hồi phục. Tất cả những kẻ dám láo toét đều phải nhận cái kết đắng hết. Thì quá sâu xuống khu vực dưới kia thì chắc có lẽ cũng không ổn. Đúng rồi, không nô đâu rồi. Ôi, nó đã đi đốt rồi. Mình nhìn thấy, chuẩn bị thì nhìn thấy lửa cháy ra đến đây rồi. Ấy, 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 ấy. Lại có một vùng đã bị khét lẹt rồi. Ngọn roi của Chúa Trời nó đang tiến quân xuống này. Đề nghị chiến tranh với mấy thằng châu Phi à? Có được để ghi điểm ngoại giao mấy thằng đệ này á.
Ô, thằng đệ của mình nó cho cả một quân đoàn đóng đây rồi cơ. Nó chiếm được cái tỉnh ở châu Phi này rồi à? Ô, thằng này hổ báo nhỉ? Vãi thật. Quý tộc sinh con. Đây nhà thờ đây đó. Cho nó thăng chức là cái gì? À, chúng ta tụt xuống một cái mức thấp hơn rồi à? Mười tám tuổi tướng quân đấy, thiếu quyết đoán, thích ngoại, bọn gió thứ hai, trinh sát, đánh nhau giỏi. Hơ, thằng này có trai hay đấy. For the tribe! Thirsty for battle! Cái ông tướng này cùi mía nhất này. Warriors all! Đi mua mấy thằng thêm mấy thằng lính vào đây đã. Gathering supplies. Không biết ông đệ mình không có tuyển được thêm những cái lính gì, xây được cái công trình gì. Toàn đồn gác. Bây giờ xung quanh lãnh thổ của mình toàn là chư hầu à? Mình muốn nó thành cả hải quân. Lương thực cái vùng này là khá nhiều. Mình nghĩ là không cần thiết phải thêm nữa. Tướng của nó xuống biển à? Đây chỉ là một cái làng nhỏ. Yes. To work then. Đất của quân. Wow. Đông La Mã đây rồi à? Còn này à. Speak your terms. Give words plentiful haste. Chịu hòa bình với mình ấy. Mình nâng cấp đến đây thì là mình có cái đội thuyền chiến khá rồi đấy. Thuyền pháo mạnh phết đấy. Lên vội vàng đánh nhau chưa nhỉ? Hay là phòng thủ tiếp? Đi thám sát vùng này đã. Nó vác quân đi đâu hết rồi nhỉ? Ô, mấy thanh niên này du mục kéo tận đây cả. Yes. How can I help? Messing with the enemy. Few can match me. For the tribe. Mình có thể tấn công qua cái cảng biển này được. Nó đốt mất hai cái thành này rồi. Thế thì đây còn mỗi cái thủ phủ à? Phía trên này đóng quân hơi nhiều. Thôi từ từ. Không vội được.
tiến quân sang đất Ý bây giờ nó là cả một vấn đề. Định ám sát pháp sư của anh à? Mày chết. Còn cái vùng phương Bắc này nữa đây. Chưa biết mình sẽ thu phục bằng cách nào. Mượn tay hung nô để đi tàn phá thế giới. Đúng là một giải pháp rất là tuyệt vời. Chạy rồi. Sao đệ của mình nó chiếm được cả một cái thành ở châu Phi. Bạn chí mạng, quý tộc sinh con, kỳ hạn làm việc đã hết. Thanh niên này có một cái vấn đề đó là con nuôi, thằng này là con hoang. Sao chỗ này toàn con hoang này? Rõ ràng lấy vợ rồi mà không đẻ con, cứ toàn đẻ con hoang. Mười ba tuổi. Quyền lực của mình nó bị giảm đáng kể. Có thể phát triển xe bắn đá rồi. Ngoài vùng này lương thực giàu có thế. Vùng phía trên này cũng có thể phát triển xe bắn đá. Cấp vào đây. Đóng quân về đến đây rồi cả. Chiến tranh với hung nô chạy giạt ra tận đây cả. Tao này lại suy yếu. What would you have of me? Dark shadows loom. This was not a success. I shall see them to their ancestors. In time. Right, shit. Warriors all. Một quân đoàn e là hơi khó sang đây nhỉ. Hai quân đoàn chắc cờ hơn. Warriors all. Ready for orders.
for the tribe. Ready for orders. Warriors, all. Chào Hung Nô. Nó sẽ đốt đốt đây chứ nhỉ? Đốt đây nữa. Chưa thấy nó đốt. Đang cần nó đốt. There is fine meat roasting for you and wine also. But first we talk. Mười tám lấy 20, 18 lấy 19. Chắc là cho thằng này à? Zoban. Let us break bread and drink before words pass our lips. 58 tuổi, già thế này thôi mà không thèm nào nó rước cho à? Cơ hội tự vệ trước tình báo địch. Cơ hội có con của người chồng, ảnh hưởng mỗi lượt. 19 tuổi. Cao. Cao thì mình chỉ 1000 thôi, xem có cưới được không. Không được. Một ngàn năm trăm. Rồi. 2000. Rồi, ok. Tiếp tục. Thanh niên này đã có vợ rồi. Mặc dù nó là con hoang. À, đau đầu là... tướng thì mình vẫn trẻ thôi, nhưng mà nếu sau này thì không biết cho ai nối ngôi. Thằng này à? Yes. Đây, tăng vệ sinh và trị an cho tất cả các vụ toàn vùng. Đấy là quan trọng nhất đấy. Cộng 5 trị an, cộng 5 vệ sinh, quá cao luôn đấy. Có nhỉ, đưa hai quân đoàn sang tấn công đất Ý à? Bắt hai thằng đấy làm chư hầu thì có phải là một giải pháp hay không nhỉ? Mình kiểm soát được nước Ý nữa là mình hoàn thành nhiệm vụ mà. Và đánh cái đảo Sicily nữa là chúng ta sẽ kiểm soát được. Châu Phi thằng đệ của mình nó còn chiếm được cả vùng Libya. Thằng đệ của mình nó kiểm soát được cả những cái vùng này.
ủng hộ chính phủ. Con hoang. I am the knife in the dark. Ready for orders. Warriors all. Move out. Ready for orders. Your next command. For the tribe. Ready for battle. Ready for battle. Warriors all. Cái vùng này thì có khả năng là an toàn rồi nhỉ. Ai mà đánh được vào đây nữa. Tỉnh này thì chắc chưa khôi phục ngay được. Mình cứ chiếm cái tùng vùng to đó. Vùng này thì đang thiếu lương thực. Ready for orders. Ready for orders. Gửi cho thằng này thêm một đơn vị quân nữa đúng không? Ready for battle. Tiến xuống đây. Thirsty for battle. For the tribe. Vandan quyết định đốt nhà đi bụi đời à? À. Chẳng là chiếm được hai tỉnh ở hai đầu đất nước, hai vùng như này. Cứ để từ từ. Không nô đâu rồi, sang bên kia đốt phá tiếp đi. Thằng Alaman này nó mua quân ở đảo à? Trên đất liền thì mất hết đất rồi. Úi dồi, ông kiểm soát được cả một cái tỉnh tít tận phía nam. Warriors all. Set up a watch. Thirsty for battle. Warriors all. Get to it, men. Thirsty for battle. Ready for orders. Call this a garrison. You have further orders. Lady. Chúng ta cần một quân phòng thủ. Hai quân đoàn đi cho nó chắc. Mình lại không thể tăng số lượng quân đội lên được.
kỵ binh thay thế cho kỵ binh Zarmanic, kỵ binh quý tộc Zarmanic thay cho kỵ binh Zarmanic à? À, bọn này có thể nâng cấp tiếp à? Vua của nó này. Phía bắc này cái thằng Alaman này cứ để hung nô nó chăm sóc nữa, mình không vội vàng. Phòng tuyến này ngon thế nhỉ, thằng đệ mà nó kiểm soát được thêm cái tỉnh này nữa thì đẹp không, thì coi như là xong. Có thể chơi thêm cái thằng nào nhỉ? Tình hình là mình chơi với Hung Nô nên là nhiều thằng nó ghét quá. Thống đốc. Well met. What do you wish of me? Cấp 10 cơ à? Cấp cao nhất rồi đấy. Vãi nhờ. Tiền bây giờ rủng rỉnh lắm. Rủng rỉnh tiền như này thì cứ nâng cấp như này lên. Lương thực nhiều. Lên cái này để cải đạo cái vùng này. Dị giáo Zarmanic vẫn đang chưa cao lắm. À, Alaman đến đây rồi. Không ở được nữa, phải đi du mục à, quyết định lại đi du mục à. Sang đây, vào đây tiếp tiếp. Ngon thì tiến ra thành của anh. Bọn phía bắc thì nó đang đánh lẫn nhau. Ôi ôi, Hung Nô nó lại đốt tiếp rồi. Một làn khói bay. Lại thêm một làn khói bay. Hãy cứ để Hung Nô nó tàn phá khu vực đó. Bác quân lên để định công thành mình. Đấy, mình rút quân đi thì bác quân lên à? Quân đi khai châu Phi đã bị tiêu diệt. Nó định công cái thành nào nhỉ? Thirsty for battle. We cannot. Warriors all. I don't care how. Nào, mày định công cái thành nào? Ưu tiên phát triển cái vùng này đã. Vệ sinh quá cao luôn, không phải sợ. Cả hải quân, lương thực rất nhiều luôn. Hai quân đoàn đi cạnh nhau cho nó chắc cú. Chúng nó bỏ chạy hết rồi thì phải. Mày chết. What would you have of me? Thôi nhìn này sang đây. Heading out. Cho ba thằng đi làm việc cho nó nhanh. Khả năng xâm nhập, cơ hội dừng mục tiêu.
Đúng là hướng quyết định. Warriors all. Thủ lĩnh đáng gờm. Thành này đông quân phòng thủ lắm. Mày vào bằng niềm tin à? Mấy thằng giáo cùi này. La Mã nó vẫn giữ được cái thành này. Vào ăn đi. Alaman vào ăn đi. Mình xây cái lực lượng phòng thủ đủ chắc lắm, chắc cú lắm. Không tiến vào đất của anh được đâu. Mình với Hung Nô bây giờ là đối tác chiến lược này. Chưa phải là đồng minh quân sự nhưng mà là đối tác chiến lược này. Thực ra mình cũng không nên đồng minh với nó bởi nó chiến tranh khắp cả như thế. Nếu mình đồng minh nó lôi kéo mình vào alo các cuộc chiến thì mình vỡ mồm. Thôi mình cứ quan hệ có qua đi qua lại như này cũng được rồi. Thằng kia nó lại rút quân về nước rồi. Rút, bọn này rút rồi. Không ăn nổi. Bôi nhọ danh dự à... Thái tử phi của mình. Nâng cấp cung thủ lên thôi. Tiền bây giờ cũng khá, mỗi lượt mình kiếm được khá tiền đấy. Tranh thủ nâng cấp nhà. Quá ít lương thực để nâng cấp. Cái này sẽ có xe bắn đá để cuối. Mọi thứ vẫn đang ổn. Vương Bắc thì sớm mới muộn mình cũng phải xử. Nhưng mà chưa phải lúc này. Ready for battle. Nó bỏ hết quân đi đâu rồi? Quân đi đâu hết rồi? Có mấy thằng quân này thì đánh off tu cho nó nhanh. Hai quân đoàn thì làm sao nó ăn được. Giải phóng lên Tây La Mã. Thôi em xin. Giải phóng lên sau đó chúng mày lại làm loạn này. Công trình vệ sinh dịch tễ thì chúng ta cũng nên để lại. Công trình tôn giáo à? Được. Được, công trình này được. Đẩy nguyên quân luôn. Quánh vào đây. Rồi nha. Có thể sau trận này chúng nó sẽ bắt đầu đưa quân vào nó quay mình. Ôi thế cái thằng này. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known nói to have honor. Nói thân bọn khuây khai bọn ý này mới hay chứ nhỉ? How can I help? Is there ever any doubt? À, ô bọn này.
nó lên lính hơn rồi này. Austria phương Tây này. Không biết thằng đệ của mình nó đã có lính này chưa? Nó nâng cấp được lính giáo lên rồi này. Hai cái làng này để sau, khôi phục sau. Nâng cấp cái vùng này lên xong thì có khi thành lập một cái hạm đội đây. Vandan. Rồi, nô chuẩn bị nó đi, nó đốt tiếp à? Honestly forged between men is a worthy thing. What say you? We see no. Sao mình không cần tiến xuống khu vực dưới này? Ký cái hiệp ước không xâm lược lẫn nhau à? Không xâm lược lẫn nhau. Sửa lại nhà cửa. Ôi trời ơi. You have of me. Ám sát hết cái đám tướng lĩnh rồi. Cái thằng bên này nó hòa bình với mình rồi đúng không? Có thể là mình sẽ rút bớt cái quân đoàn này đi. Chưa biết đi đâu nhưng mà cứ đóng lên từ từ đã. Có thể là cho sang đây. Ấy, cung dài Japanic này. To battle. Ăn nó đã. Chúng ta sẽ tiến quân thật nhanh trên đất Ý này. Miền Bắc nước Ý thì bị thiêu trụi rồi. Sự giận dữ không thể giả dối.
Bao giờ chúng nó mới lên được cái lính La Mã ngon hơn nhỉ? Bọn này thì nó ăn vào mắt luôn, bọn này giáp siêu dày. Và cái đội này thì nó hơi yếu tí, nhưng mà nhiệm vụ chủ nó chỉ là để chống tên thôi. Nhiệm vụ của nó chỉ có để là chống tên. Nhiệm vụ chỉ để chống tên thì thế là được rồi. Lên nào con. Và tháp canh em ơi. Cứ bắn cái tháp canh nào. Để khi cần kỵ binh của mình cần luôn. Gì chứ bọn này lính giáp 7 lên cấp cao này rồi thì đánh làm bọn nó ăn làm sao được. Giáp xịn lắm. Dâu dài tới rốn. Mấy con ngựa này thì làm nó cái trò gì? Cháy hết rừng thì là chúng nó cũng bị chết mà. Úi dồi, bắn không nên. Nó cũng không dám tiến. Nó cũng không dám tiến vào. Vớ vẩn. Chúng mày cứ đợi đấy, anh có xe bắn đá đời cuối. Bọn bộ binh chúng mày chết nát xác luôn. Một phú sốc của nó mà chết khá nhiều bộ binh của mình. Bộ binh của nó sắp lên rồi kìa. Nó áp sát rồi. Áp sát thì ăn luôn. Rồi, đội kỵ binh của mình rồi. Giết bằng chết nó đây đó. Tăng phòng thủ cận chiến cho quân đội đây này. Rồi, xong. Đi xử lý bọn cung tên của nó. Ăn luôn. Nổi điên nào. Đội hình này tiến lên.
Rồi. Phải bắn đá dùng tay. Đang tạo được một cái vùng tách hẳn ra rồi đấy. Ôi. À, mấy thanh niên này nổi điên này. Rồi. Nổi điên lên. Điên rồi thì chém cho nó luôn, nhiệt tình vào. Quân của chúng ta lại nổi điên này. Lã tháo đây. Ở đây này. Mấy thằng này nó điên. Mình chưa nâng cấp được đội Godan này lên thần. Bao giờ nó lên thần nữa thì không biết nó thế nào đây. Dẹp luôn. Ây da. Như vậy là chúng ta đã tiến được vào đến miền Bắc của nước Ý à? Ibo. Tướng Ibo, tướng huyền thoại. Ready for battle. Ready for orders. Cái này lên cấp nữa thì bây giờ cộng vào cái gì? Cộng vào cái này mạnh cho bộ... À, cái này gì đây? Xung kích cho lực lượng chỉ huy. Cái này cho kỵ binh... À đây, cho bộ binh và kỵ binh đi. Cấp 9 rồi. Tăng vào cái này là thẩm quyền này. Tăng vào cái này nữa, nhiệt huyết. Thêm một điểm là nhiệt huyết nữa. Ôi dồi. Tín đồ này. À rồi, ngon rồi, sửa chữa đấy. Quỷ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.